đầu là nhạc thính phòng và phần hai là dancing all night, coi như là quý vị cái nhịp nhảy xối xả sau cái phần thính phòng lần phần đầu tiên. Và theo quý vị cũng được biết là kỳ thi lần thứ 9 vừa rồi cao kê thì chúng tôi có 3 giải, giải nhất, giải nhì và bài thứ 3. Thì quý vị đã nghe được hai giọng ca nữ rồi, thì xin sau đây xin mời quý vị nghe một giọng ca nam cũng đã đoạt giải trong kỳ thi vừa rồi. Cho xin em được gửi lời chào cho tất cả những người đã đến ủng hộ em, những bạn em, ba mẹ của em và đặc biệt là Kim Quang. Mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rồi.
tình yêu anh đã cho em.